À, coi cách làm việc của anh ở quay barbecue nè. Nó có chừng 20 loại thịt nướng ở đây cả nhà. Nói xem nào. Nhìn anh xắt thịt rất là điệu nghệ nha cả nhà. Bỏ bớt cái phần mỡ thừa đi chứ không phải là trên đó có cái gì là cắt bán hết cho khách hàng đâu cả nhà, họ rất là tử tế nha. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đang đến với kênh Người Việt ở Brazil của mình nha. Thì mấy bữa là ăn cơm nhà rồi cả nhà. Thì hôm nay là mình đi ra ngoài tiệm mình ăn cơm trưa, xem là tiệm cơm trưa ở Brazil thì có thứ gì nha. Ông bà nội cả nhà. Đây cả nhà, ba mẹ chồng mình đang lấy đồ ăn. Đó, thì bây giờ trước hết là mình xem cái quầy salad là có cái gì nha. Quầy rau củ quả thì là phải lấy cái dĩa ở đây nè cả nhà. Cái dĩa rất là to. Đó, họ có chuối. Đây nè cả nhà. Đó, salad thì sẽ trộn chung với cà chua với lại là phô mai á, phô mai cạo cạo ra. Đó, mấy cái sốt của họ nè cả nhà, để ăn kèm á. Đây, salad. Thì cái này là cũng là rau xà lách mà sẽ trộn chung với táo và hạt ốc chó nè cả nhà. Còn đây là rau xà lách son. Thì xà lách son là người Brazil không có nấu cả nhà, người Brazil chỉ có ăn sống thôi. Thì trộn chung với cà chua bi nè, rồi nấm, mấy cái nấm mà gọi là nấm mỡ ta, là cái nấm mỡ nè. Đó, rồi mấy cái sốt trứng cút sẽ ăn với chung với mấy cái sốt này. Đó, rau xà lách, đậu nè cả nhà. Đó, đậu trắng là giống như y như đậu trắng thì nó kiểu vậy á, dòng họ đậu trắng thì không bao giờ là mình ăn không bao giờ họ nấu chè nha cả nhà, họ sẽ ăn ăn thịt xà lách như vậy là ô liu đen chung với đậu trộn chung với cà chua. Đây. Cái này là cái món cũng gọi là salad luôn, thì sẽ là có thịt gà cả nhà, thịt gà xé nhỏ ra trộn chung với hạt điều nè. Rồi táo, rồi hành bơ rô. Nói chung là nhìn rau xà lách ở đây á, gọi là salad á, thì nó rất là khỏe mạnh nha cả nhà. Trái cây rau không à, đây nè là táo, nói chung là cái này là hành cần tây nè cả nhà. Đó, còn cái này là cái gì ta, quên, tự nhiên quên cái tên là cái củ dền, củ dền giống như thái sợi nè cả nhà, với lại là hạt chia rưới lên cái xoài, cái trái xoài nè cắt ra nè. Đó, rồi mấy cái nước sốt là để chan chung. Rồi đây cà rốt luộc, trứng, trứng luộc, cà chua ăn chung với cái sốt này rất là ngon cả nhà. Phô mai nó trộn chung với cái rau gì rất là ngon luôn. Đây là súp lơ là họ nướng, nướng với bột nghệ. Đó, cà rốt, rồi đây là kiểu như là rau củ quả luộc đó cả nhà, cà rốt khoai tây luộc xong rồi trộn mayonnaise. Đó, rồi đây là nói chung là nho khô trộn chung với lại là cà chua khô, rồi hành tây rồi cả nhà, dưa leo nè, dưa leo hạt mè với giấm. À, cái này nè rất là ngon cả nhà, là cái cây cọ đào á đó, họ làm rất là ngon nha, rất là mắc tiền cái cọ đào này. Đây, củ dền thì họ sẽ luộc. Đây là cái cà tím cả nhà. Đó, cà tím họ làm rất là ngon luôn. Nói chung là giống như nướng lên hay sao á, nhìn nó khô khô rất là ngon. Cái này là đậu que luộc, đậu que luộc đó thì họ sẽ trộn với dầu ô liu rồi mè rồi các thứ. Này là khoai lang chiên. À, súp lơ xanh họ luộc chung với hành tím và hành phi. Rồi, thì ăn kèm với cái gì đây nè. À, có ô liu xanh, trái rất là bự luôn. Ớt trái tim cả nhà. Đó. Bắp. Đó, thì ai ăn kèm cái gì bỏ chung vô. Bánh. Bánh. Trái cây. Có kiwi, dưa hấu, xoài, thơm. Rồi bây giờ mình qua đến cái quầy này cả nhà. Quầy này là giống như là đồ ăn mặn. Chồng đang lấy đồ ăn. Rau củ quả chiên nè cả nhà. Trộn bột lại chiên.
cái này cũng vậy, rồi cái này là giống như là có gà bên trong cả nhà. Cái này là giống như là bắp á, bắp chiên á. Rồi cái này là cái gì đó trộn phô mai á. Đây, cái này là cà tím chiên. Đây là cô chủ ở đây cả nhà. Mình khá quen với cô chủ nên là quay phim thoải mái nha. Xin chào Việt Nam. Chào mình mới nói chỉ cổ nói tiếng Việt đó cả nhà. Đó, nhìn cổ rất là sạch sẽ và khỏe mạnh cả nhà. Trứng là ở ốp la cả nhà. Cái này là thịt heo. Cái này là giống như là thịt mà mình bắt đầu mình viên lại một viên á. Cái này là thịt bò chiên. Còn cái này là thịt gà nấu chung với lại là đậu bắp, mì. Cái này là giống như spaghetti nấu với rau, với phô mai. Cái này là cơm với lại tôm cả nhà. Họ nấu dẻo dính luôn, là cơm với tôm này với lại là broccoli, là cái gì đó, cái bông súp lơ xanh. Cái cơm này là cái cơm mà cơm gọi là giống như là gạo mà nguyên cám đó cả nhà. Cái gạo này rất là tốt cho sức khỏe nha, ít đường. Còn cái này là gạo trắng bình thường. Rồi cái này là đậu trắng nè, đậu trắng mà họ nấu chung với thịt heo nè cả nhà. Cái hộp đậu rất là bự nha, đậu trắng bự á. Rồi còn cái này là đồ chay, giống cũng phải đồ chay thì là cái rau củ quả gì họ chiên này, cái món rất là ngon đó. Cơm thì sẽ ăn chung. Ôi trời ơi. Đây là cái anh mà ở quầy barbecue cả nhà. Anh ở quầy barbecue, chút nữa sẽ show tới ảnh. Đây cả nhà, đây là họ có đậu đen nè, đậu đen để ăn chung với cơm. Đó. Cái này là giống như là bột mì trộn chung với, mà cái bột mì sao ta rang lên á, trộn chung với xúc xích. Cái này là phô mai, thịt khô nấu chung với lại phô mai với khoai mì cả nhà. Bí đỏ. Cái này là thịt bò. Thịt bò cả nhà, nấu sốt vậy nè. Đó, còn cái này là không biết cái gì á. Thì họ nấu sốt luôn. Còn cái này là bắp cả nhà. Giống như là gọi như là kem bắp vậy á, là nó sệt sệt á, nhưng mà dùng để ăn cơm. Cái rau này rất là ngon cả nhà. Nó là hình như là cái cải thân gỗ hay gì á, mà họ sẽ sắc nhỏ ra họ xào nè. Rất là ngon luôn, có hành phi. Đó, này là thịt thì cá thôi. Này giống cá, cá cả nhà. Đó, cá họ sốt lên vậy nè. Cà chua, hành tây, rồi ớt chuông đỏ và còn cái món này không biết. Đây là ở đây nè cả nhà, họ sẽ để nước nóng bên dưới cho đồ ăn nó nóng riết luôn. Đó, thì cái này họ đang đi lấy đi để lấy đồ ăn khác. Cái này là phô mai với khoai mì. Trời ơi, phô mai nó dày ghê chưa nè. Còn cái này là thịt gà, phi lê gà cả nhà. Người Brazil rất thích ăn phi lê nha. Đó, anh này anh mới đem cá ra nè. Cá nè cả nhà. Cá chiên. Còn cái này là súp lơ xanh mà phủ lên cái lớp phô mai xong rồi đem nướng lên cả nhà. Nhìn rất là ngon nha. Rồi, cái này là cái món khoái khẩu của mình cả nhà, tôm mỡ. Trời ơi, nó y như tôm mỡ Việt Nam mình cả nhà thấy à. Nó vừa có da mà vừa có mỡ mà vừa có thịt nha. Nó rất là giòn. Đó, khoai tây các thứ. Rồi bây giờ qua ngoài barbecue. Đó, là cái này là cái quầy barbecue. Can you speak English? You are American? No, I am Vietnamese. Similar to Korean. So I'm filming to butter and milk canal, YouTube canal. The amount of people that I'm watching, it is not. Agora, eu
I have 6,000 subscribers. Nice to meet you. Cậu bé tò mò cả nhà. Trời ơi, nhìn cái anh nướng, coi cái quầy barbecue nha cả nhà. Đó. À, coi cách làm việc của anh ở quầy barbecue nè. Nó có chừng 20 loại thịt nướng ở đây cả nhà. Đó. Nhìn ảnh sắc thịt rất là điệu nghệ nha cả nhà. Bỏ bớt cái phần mỡ thừa đi chứ không phải là trên đó có cái gì là cắt bán hết cho khách hàng đâu cả nhà. Họ rất là tử tế nha. Nếu mà mình kêu bỏ mỡ là họ sẽ bỏ mỡ cho mình. Đó. Chứ không phải là cứ ép khách ăn hết nha. Muốn sao là họ làm vậy, họ rất là chiều khách luôn. Cái cô này là mua về, của bỏ hộp cũng mua về. Đây cả nhà, phải tới là 20 loại thịt nướng, chắc 30 loại, ba hàng là 30 loại là có xúc xích nè. Đó, xúc xích đây. Xúc xích. À, thịt nướng, thịt heo, thịt bò, thịt gà, xúc xích. À, đó. Đây mấy cái sốt ăn chung. Đây mấy cái sốt của họ là ăn chung thịt nướng nè. À, có hành tây, cà chua, ớt chuông, rồi dầu ô liu, rồi cà chua khô. Khi mà lấy đồ ăn thì sẽ tới đây cân cả nhà. Đây là cái nhà hàng như là tiệm ăn á, là ăn cân ký. Đó, ai cân ký thì cân bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. Đây. Ba mẹ chồng Natalia, Natalia. Xin chào cả nhà. Xin mời cả nhà ăn trưa. Ăn cơm. Ăn cơm. Chồng mình ăn chay cả nhà, để coi ăn chay có cái gì trong đây. Đó, trứng cút, cơm, rồi này nọ, đậu, rau củ quả đó cả nhà. Đây cả nhà, đây là cái dĩa thức ăn của mình nè. Nạp vào đi à. Ok, cô mẹ. Có ăn đi không? Đây cả nhà. Đó, mình có thịt nè. Có mì bát tinh. Đó, cái gì ta? Tấm mỡ. À, ở đây có món tim gà nè cả nhà. 5 trái tim gà, nướng. Souffle, thịt bò, ok, mì, đó, đây là cái dĩa cơm của mình chung với Natalia. Đây, mắc cơm. Xin mời cả nhà ăn cơm trưa với mẹ con mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Con thật thích cái con thích cái con thích cái con Delícia. Bà nội của Natalia ngồi kế bên cả nhà. Tại vì cái camera cả nhà nó không có đủ hết mọi người nên là để mình với Natalia thôi. Này là con của chủ nhà hàng này cả nhà, chủ quán này. Này cô ông xịt rửa tay. Olha, uma coisa que minha mulher trabalha muito na internet, ela fala que o preço que vende muito.
criança e comida. E cachorro. É, cachorro também vende olhos também. Comida também, assim. É. E agora hoje em dia beleza também, maquiagem. É um valor que é. O pessoal na internet chama de porn food. É, como se fosse carro de bombo no mercado, também deve ter. Porque é uma computação muito diferente, cara. Com certeza, é. Muito diferente. Gente, deixa eu ir lá, tem que ir lá na Ribeira, lá pra você entrar. Bota a gente pra vocês. Obrigado, hein? Obrigado. Calma, cara. Falando sério, velho. Fala pra você, criança. É. Hoje em dia. É. Fala lá pra Natália. Delícia. Não é longo, é? Tem que aproveitar isso mesmo, porque ela repete. Bolinho de carne, é? É bolinho de carne, fala. Carne de porco. Carne de porco? É carne de porco, é. Eu acho a comida aqui muito salgada. Ali no Vicente, e dali é boazinha também. Não é tão salgada. You should explain that Brazilian really like this part of the cow. This part here. Eu tava olhando você comer. Tá? Cái này là cái thân cỏ đào này nha. Nó rất là tròn bự như vậy luôn. Gostoso, né? E o irmão dela desistiu de vir aqui? Deve fazer outra coisa, eu nunca mais vi. Irmão? Não! Ela? Ah, tem quanto mais? Ele tá caindo para os Estados Unidos, né? É? Sabe aquele fato? Quando era teu pai que tava lá, falador? Ele mora ali perto da padaria. Numa vila que tem ali, tem uma casa grande de dois andares na frente e atrás tem umas casas. Nem sabia, achei que ele morava num apartamento. É, que é algo aqui, ó. Dois quartos. Tá bom, pai. Paga R$900. Aí até falei pra ele, ó, quando você for sair, você no meio do mar, daqui uns 6 meses, ele deve sair dali. Vai pra casa da frente, que é do dono. O dono da frente tá aí, como ele tem os cachorros, levar da frente. Vamos lá. Aí tem uma casa e tem essa de dois andares. Não sei isso. Aí no chão, aí tem um portão. Um meio marrom, né? Pasturado, eu acho que é. Xin lỗi cả nhà bởi vì là những cái video nấu ăn trước lượt ta xin á thì là vô tình gây ra cái sự hiểu lầm cho cả nhà, đó là lượt ta xin là ăn chay bởi vì là thấy nấu toàn là rau củ quả rồi thịt lại nấu riêng, thì nhiều khi là do mình giải thích không có rõ ràng á, dẫn đến là nhiều ông bà
cô chú anh chị là hiểu lầm là người Brazil là không ăn chay. Thật ra không phải cả nhà, người Brazil rất là thích ăn thịt nha, họ mê ăn thịt dữ lắm luôn đó, họ thích ăn thịt. Nói chung là cái món chính cơ bản của họ là sẽ là cơm đậu và thịt. Thịt thì thường ở đây họ sẽ rất thích ăn thịt bò, hoặc là họ ăn thịt gà, ăn cá và ăn xúc xích đó. Còn do là nhà ba mẹ chồng mình là lựa chọn cái cách ăn như vậy đó nhà, lựa chọn cái cách ăn là nhiều rau củ quả, rồi có một món mặn là thường là một món cá hay là một món thịt thôi, hay là xúc xích với thịt đó. Nên là cái cách ăn của nhà ba mẹ chồng mình thì nhìn nó có vẻ khỏe mạnh hơn đó, nhưng mà hầu hết người Brazil thì rất là thích ăn thịt, và đặc biệt là thịt bò. Tức là cái video bữa trước mình làm được về cái cách nấu ăn của người Brazil, nếu mà nấu rau nấu củ quả thì họ sẽ nấu như vậy đó, là không có dùng nước mắm. Mình cũng thắc mắc là không dùng nước mắm, không dùng đường, bột ngọt, bột nêm thì nấu như sao, thì đó là cách họ nấu như vậy. Còn không có, nhưng không có nghĩa là tất cả các gia đình đều ăn nhiều rau củ quả, nhiều gia đình chỉ cần là thịt, cơm và đậu thôi đó. Nên thành ra là cái cách mình chỉ muốn mô tả là cái cách nấu ăn của người Brazil là như vậy, nhưng mà còn cái cách ăn, cái thói quen ăn uống thì sẽ tùy gia đình. Và nhìn chung là người Brazil là rất thích cơm, đậu và thịt, họ ăn rất là nhiều thịt. Đặc biệt là bang Rio de Janeiro này thì người dân cái thói quen ăn uống ở cả nhà là họ thích ăn thịt dữ lắm. Rất nhiều người Brazil là vào đây là họ sẽ lấy là cơm, đậu đen chan lên, cơm luôn luôn đi với đậu đen cả nhà, cơm đậu đen chan lên, sau đó là họ sẽ lấy thịt, lấy xúc xích. Các cả nhà có thấy là ở cái quầy barbecue đó là tới 30 loại thịt nướng các thứ. Người Brazil là rất là mê thịt nướng luôn cả nhà. Người Brazil là rất là mê thịt nướng, đồ nướng luôn, và đồ nướng của Brazil là rất nổi tiếng thế giới nha. Đó nên là nhiều người vào đây là ăn cả chén cơm rồi kèm đậu rồi kèm thịt như vậy á, thì dẫn đến là họ rất là bự đó. Còn do là nhà ba mẹ chồng mình thì là ăn nhiều rau củ quả hơn, mình cũng ăn nhiều rau củ quả hơn, còn chồng mình thì ăn chay đó, nên thành ra là không phải tất cả người Brazil đều như vậy cả nhà. Như ba mẹ chồng mình là không có thích ăn chay đâu, tức là rau nấu riêng thì riêng rau, nhưng mà vẫn phải có một miếng cá hoặc là một miếng thịt hay là xúc xích hay cái gì đồ mặn á thì mới chịu nổi, chứ còn ăn chay không như chồng mình là hiếm lắm đó. Thì cả nhà cũng có thể thấy là thức ăn ở đây ở nhà hàng họ làm cũng vậy, là rau củ xào lách là riêng rau củ xào lách, còn thịt cá là riêng thịt cá, chứ họ không có trộn chung. Ví dụ giờ người Việt Nam mình là đưa đậu cô ve với lại thịt bò thì thường á, nhưng mình á là mình sẽ sắc cái thịt bò ra thành lát mỏng rồi mình xào với đậu cô ve mình ăn. Nhưng người Brazil á thì họ lại lấy cái thịt bò đó nguyên một miếng này, họ hay ăn nguyên một cái miếng bự vậy đó, là họ chiên cái miếng thịt bò đó đi đó, rồi còn cái đậu cô ve thì họ lại luộc, đó là họ tách ra. Đó là họ không bao giờ mà họ ăn cái thịt bò mà sắc nhỏ nhỏ ra xong rồi cái xào chung với rau, là họ không có ăn như vậy cả nhà. Thì là về cái văn hóa ăn uống nó khác nhau thôi đó. Thì hôm nay là mình giải thích lại thêm để cho cả nhà mình hiểu thêm về người Brazil. Thì tóm lại trong một điều là người Brazil cơ bản là họ rất thích ăn thịt, và đặc biệt là thịt bò, xúc xích đó, bánh mì, nên thành ra là họ rất là bự, và nhiều người là béo phì luôn, bởi vì là ngoài những cái món thịt cơm ra họ lại ăn đồ ngọt nữa cả nhà, bánh mì nè, hamburger, sandwich, rồi họ ăn đồ ngọt rất là nhiều, và bánh ngọt của người Brazil thì rất là ngọt. Tóm lại người Brazil chia làm hai phe, phe ăn khỏe mạnh thì nhiều rau củ quả, ít thịt lại, còn cái phe mà ăn thả vàng thả ga thì họ sẽ ăn nhiều cơm, thịt và đậu đó. Giống như là ba mẹ chồng mình là đều cao to hết, nhưng mà một bữa cơm của họ là họ ăn chừng là 3 muỗng canh thôi cả nhà, 3 muỗng canh, mà muỗng canh của Việt Nam đó là 3 muỗng canh cơm thôi, lấy cái muỗng đó xúc cơm là chừng 3 muỗng thôi, chứ không bao giờ mà họ ăn một chén luôn. Thay vào đó thì họ sẽ ăn bùi củ quả vào thì no, nhưng mà không có nhiều đường đó, là nó khỏe mạnh hơn đó. Thì mình giải thích thêm cho cả nhà biết vậy nha. Thì hôm nay nhá, cái dĩa thức ăn của mình là cả nhà là cho là 38 đồng, là bao nhiêu tiền ta, 190 ngàn. Cái dĩa cơm của mình là 190 ngàn cả nhà. Một ký ở đây là khoảng 400 ngàn. Thì nói chung là dù mình lấy là rau củ quả hay thịt cá gì cũng đồng giá thôi đó, nên là nhiều người vô đây thì sẽ chọn cơm với đậu với thịt
và cũng sẽ có nhiều người là họ không quan tâm, họ chỉ thích ăn rau salad bởi vì cái cách chế biến rau salad ở đây ngon đó. Thì như vậy đó, thì nó cũng nhà hàng sẽ cân bằng, họ không bao giờ phàn nàn là ủa sao mà ăn lấy thịt không mà không lấy rau đó, họ không bao giờ như vậy. Cứ lấy bao nhiêu thì tính tiền bấy nhiêu, rau củ quả thịt cá thì cũng giá đi như vậy thôi cả nhà. Thôi thì mình xin kết thúc cái video của mình ở đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Bye bye.